chào quý anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình nhận công trình mới, hôm nay cũng được ngày xuống móng. Mọi người cùng xem nha, mình cũng review được chỗ làm mình. Cái hành lang dài này. Đây ông chủ nhà đó, chào mọi người anh Lâm. Đây anh Tám chồng của chị ấy nè. Bỏ cây cũ cây nào mới là được. Đây là đài và bao nhiêu anh Tám? 15 hay 25 ha? Không, ra 15 trước. 15 trước. Qua phụ cũng nổi quá. Đó cho dưỡng chắc gì luôn Tám mà mình đi là vòng vòng dễ hơn. Là ông cừ đi không mà cừ lên. Đỡ bà nào lớn trời. Làm cháu nè. Xong giặt cắt xong anh xong anh xong cho nó nằm trong đây nè, xong này cắt á nằm trong đây nè, còn không á thì mình cho chuyển cái trong kia, chuyển thẳng cho anh, chuyển thẳng vô cho trong đó luôn. Cái chỗ của mình để chỗ ông Tám á, để mình giặt sắt để dài vô mình làm luôn.
giờ này nắng ai giặt cái sắt đúng lắm mọi người ơi. Mọi người thương anh em ủng hộ cho mình một share, một like nha mọi người. Thuận thấy Thuận tạo không ngồi giữ cái sắt kìa. Bữa nào em tặng cho anh Thông một cái đây này. Nhọn cái gì nói vậy mà con lớn kìa ông ơi. Trời ơi. Trời ơi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trời ơi. Có con gái có chồng sớm cha. Con to. Đây là cảnh thoáng mát nha mọi người. Đây là cửa biển luôn mọi người. Đây là cửa biển nè. Đây kia là cầu An Đông. Đây là cầu mọi người. Bao nào đánh anh Thông đi quýnh lướt bữa anh Thông. Kêu anh Thông đi bữa hả? Nè Lào. Mát đi rồi mình giỡn rồi nó vui. Đây cái đường nhà sáng mấy đạo vô bạn ơi. Xem cái video để mọi người video kế tiếp. Xin chào.